những huấn luyện viên vô địch ngoại hạng Anh, một là Jurgen Klopp huấn luyện viên bóng đá Đức, một lần vô địch cùng với câu lạc bộ Liverpool. 2. Antonio Conte huấn luyện viên người Ý, một lần vô địch cùng Chelsea. 3. Claudio Ranieri huấn luyện viên bóng đá người Ý, một lần vô địch cùng Leicester City. 4. Manuel Pellegrini huấn luyện viên bóng đá người Chile, một lần vô địch cùng Manchester City. 5. Roberto Mancini huấn luyện viên bóng đá Ý, một lần vô địch cùng Manchester City. 6. Carlo Ancelotti huấn luyện viên người Ý, một lần vô địch cùng câu lạc bộ Chelsea. 7. Kenny Dalglish huấn luyện viên người Scotland, một lần vô địch cùng Blackburn Rovers. 8. Jose Mourinho huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, 3 lần vô địch cùng Chelsea. 9. Arsène Wenger huấn luyện viên bóng đá Pháp, 3 lần vô địch cùng Arsenal. 10. Pep Guardiola huấn luyện viên người Tây Ban Nha, 4 lần vô địch cùng Manchester City. 11. Biệt danh máy sấy tóc, cùng câu nói nổi tiếng phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, ông là một trong những huấn luyện viên bóng đá xuất sắc và vĩ đại nhất lịch sử. Alex Ferguson huấn luyện viên bóng đá người Scotland, 13 lần vô địch cùng câu lạc bộ Manchester United.